Thì để đảm bảo cho cái vấn đề an toàn cho sức khỏe trong thời kỳ thì có rất nhiều các yếu tố. Tuy nhiên thì chúng tôi hôm nay muốn đưa ra cho tất cả các quý vị những thông tin cơ bản nhất mà chúng ta khi lựa chọn hoặc là khi có nhu cầu muốn làm đẹp để có những cái cơ sở để lựa chọn. Cái đầu tiên chúng tôi muốn nói đấy là gì? Đấy là cái đội ngũ nhân viên y tế là chuyên môn. Thì hiện tại chúng tôi cũng có một sự hỗ trợ rất lớn từ phía bệnh viện, cũng như là có một đội ngũ các bác sĩ rất là tốt, rất là lành nghề và đặc biệt là chuyên khoa. Tại các cơ sở chúng tôi thì các bác sĩ trực tiếp thăm khám, điều trị, phẫu thuật cũng như là theo dõi. Trong cái buổi thảo này thì cũng có rất nhiều khách hàng đã thực hiện các dịch vụ chúng tôi. Thì mọi người đều cảm nhận được cái sự chu đáo, nhiệt tình đến từ các bác sĩ cũng như là nhân viên. Ngoài ra thì có một cái điều rất là quan trọng, đấy là chúng ta cần cái quy trình cho cái việc thực hiện bất cứ một dịch vụ nào, dù là dịch vụ về da cũng như là dịch vụ về phẫu thuật thẩm mỹ. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng xem một cái quy trình tương đối an toàn cho một dịch vụ về da và phẫu thuật thẩm mỹ cần có những gì. Lời đầu tiên thì cho phép Huyền My xin gửi lời chào và lời kính chúc khỏe tới tất cả các vị khách quý đã có mặt trong văn phòng ngày hôm nay ạ. Nhưng mà theo rất là cảm ơn câu hỏi của anh. Đối với quan điểm của cá nhân Huyền My về làm đẹp nhân tạo còn hơn là xấu tự nhiên, đúng không ạ? Thì Huyền My từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ phản đối với việc phản đối 100% về cái quan niệm là phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng mà tuy nhiên là phải phẫu thuật như thế nào mà vẫn phải đảm bảo về sức khỏe cũng như là thẩm mỹ của người tiêu dùng. Giống như cái câu slogan của bác sĩ Điền là cái đẹp nhưng mà vẫn phải an toàn. Thì với mình nghĩ là mọi người trước khi làm cái gì lên bản thân thì cũng nên tìm hiểu kỹ tới cơ sở vật chất cũng như là người trực tiếp làm cái phương pháp làm đẹp lên bản thân của chúng ta. Và thêm một điều nữa thì mình nghĩ là như vừa nãy Trần Minh cũng đã xem cái profile của bác sĩ Điền là có rất là nhiều cái chứng chỉ học ở các trường đại học cũng như là có 10 năm kinh nghiệm ở trong nghề. Trần Minh nghĩ đây cũng là một trong những nơi mà nếu như có vị khách nào mà chưa trải nghiệm thử dịch vụ ở đây thì chúng ta có thể nhìn qua để có thể thêm sự yên tâm. Và chắc hẳn là bác sĩ Điền cũng đã làm cho rất là nhiều những vị khách trước đây rồi. Bác sĩ Điền khá là nổi tiếng, Trần Minh nghĩ là cũng không cần phải giới thiệu thêm nữa. Và chính vì thế nên mình nghĩ là nếu như mà qua tay bác sĩ Điền thì thế vẻ đẹp nhân tạo thì sẽ không còn là vẻ đẹp nhân tạo nữa. Cảm ơn. Bây giờ người này chắc chắn mình sẽ phải nói tốt rồi, nên phải chắc chắn rồi, mình không thể mình nói xấu được. Thực ra thì nó đi từ cái xuất phát từ cái suy nghĩ gì? Cái slogan của mình đấy là tôn vinh vẻ đẹp Việt, tức là tôn trọng những cái nét đẹp của người Việt Nam, chứ không theo một cái mô típ hoặc là một cái hình dáng hoặc là một cái mong muốn của một diễn viên Hàn Quốc hoặc là Tây nào cả. Hoàn toàn là tôn trọng cái vẻ đẹp của người Việt Nam mình, nên là cái slogan của bên mình ấy là tôn trọng vẻ đẹp Việt. Và như hôm nay chúng tôi cũng đã trình bày các bạn, cái vẻ đẹp đấy nó phải xuất phát như vì vừa chúng ta xuất phát thấy đấy là cái sức khỏe đầu tiên, cái thần thái là cái quan trọng nhất. Sau đấy thì bất cứ một cái can thiệp nào, từ nhỏ nhất
hay can thiệp tối đa, nó vẫn phải đảm bảo cái vẻ đẹp hài hòa trên khuôn mặt, thì cái đấy mới là cái quan trọng. Cũng như đầu chương trình chúng ta cũng đã nói, tôi đã chia sẻ và bật mí, bác sĩ Park cũng đã thực hiện phẫu thuật, nhưng có lẽ chúng ta sẽ không biết là làm cái gì, bởi vì cái giới hạn của cái phẫu thuật đấy nó mang lại sự cải thiện cũng như là vẻ đẹp tự nhiên nó mới tồn tại được lâu dài. 예전에 우리 한국이 약간 유교주의, 불교주의, 불교 그러니까 종교적인 것도 있고 뭔가 이렇게 자기가 수술하거나 이렇게 시술받은 사실을 다른 사람들한테 얘기하기가 조금 꺼려지는 것들이 과거에는 있었어요. 근데 요즘에는 그런 것들을 사람들이 굉장히 쉽게 기분 좋게 오픈을 합니다. Trước đây ở Hàn Quốc thì là mọi người có xu thế là giấu cái việc mình phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mà bây giờ mọi người rất là open trong việc chia sẻ là tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ. 예뻐지고 건강해지는 거는 사람이 가지고 있는 어떤 행복하려고 하는 욕구의 기본이기 때문에 이런 미용 성형에 대한 비즈니스나 이런 관련된 일들은 훨씬 더 앞으로 더 많아질 거라고 저뿐만 아니라 전문가들이 다 예상하고 있습니다. 아, 그 sự là cái việc mà cái nhu cầu thiết yếu của con người đó là khỏe và đẹp. Thì đó là cái nhu cầu cơ bản của con người, cho nên là cái ngành thẩm mỹ của chúng ta ngày nó sẽ càng phát triển. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Thì thực ra thì em có chơi thể thao, nhưng cải thiện vòng 1 không có được. Vòng 3, eo hay tất cả mọi thứ em có thể tập được, nhưng vòng ngực rất là khó với phụ nữ. Vì như mọi người cũng biết thì cái vòng ngực là gần như là mô mỡ, rất là khó để tập. Thì em cũng không có tự tin, nhưng em không đủ tự tin. Em đã tìm đến bác sĩ Điền và quyết định thực hiện cái ca phẫu thuật này. I was too young, and I didn't understand that you were no one. Chào tất cả mọi người, mình là Ngọc Anh. Mình đã biết đến bác sĩ Điền từ năm ngoái, và năm ngoái mình đã đi dự hội thảo của bác sĩ Điền tổ chức. Mình đã may mắn trúng được giải tiêm filler mũi ở bên bác sĩ. Sau khi tiêm xong thì mũi của mình rất đẹp và hài hòa, nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người. Và năm nay mình lại tiếp tục được mời đến hội thảo một lần nữa. Hội thảo lần này quy mô rất là hoành tráng và rất đẹp. Với sự góp mặt của ca sĩ Đông Hùng và Á hậu Huyền My, đến cuối chương trình thì mình lại may mắn một lần nữa là trúng giải tiêm filler. Và năm nay mình có ý định sẽ tiêm filler mũi, mong là sau khi tiêm xong mình sẽ được một vẻ đẹp xinh hơn bây giờ nhiều nữa. Cảm ơn ạ. Chị hôm nay chị đến với thẩm đến với sự kiện của bác sĩ Điền thì chị thấy như thế nào? Chị thấy buổi hôm nay là rất là thú vị, và bác sĩ Điền là người rất là tận tâm để chăm sóc chị em phái đẹp chúng mình càng ngày càng đẹp hơn. Nếu như mà được lựa chọn cải thiện hoặc là thay đổi một phần nào đó trên khuôn mặt thì chị sẽ lựa chọn Chị thì đang có vài vết nám trên mặt, chị cũng muốn được hoàn thiện, cải thiện lại cái vết nám và để cho làn da sẽ xinh xắn, trẻ đẹp hơn. Understand that you
And I didn't understand.